Câu hỏi đặt ra là better person or better money now? Cái nào nên tới trước, làm tiền ra trước hay là trở thành một con người tốt hơn trước? Câu hỏi này tôi nghĩ rằng đa số mọi người sẽ nhận chọn cái chọn lựa là tôi muốn tiền trước. Tôi cũng là một trong những người trong số đó trong quá khứ. Tôi là Phiêu Đỗ và ngày hôm nay là ngày thứ 6, nói về chủ đề business cho business owner, một ý suy gẫm nào đó để chúng ta suy gẫm. Thì sự thật rằng trong quá khứ tôi luôn chạy theo đồng tiền. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình làm ra được tiền thì mình sẽ trở nên một cái vị trí khác, mình sẽ là một con người sẽ được tôn trọng hơn, sẽ được kính nể hơn, sẽ sung sướng hơn, sẽ được hạnh phúc hơn và sẽ đạt được những gì mà những người xung quanh ghen tị hơn, ganh tị. Có nghĩa là khi mình có tiền xong thì mình mới trở thành một cái con người tốt hơn. Well, boy, I was wrong. Thì nếu mà các bạn chủ doanh nghiệp, business owner mà làm ra tiền mà cảm thấy không được hạnh phúc, hay là muốn làm thêm nhiều tiền nữa mà tự nhiên thấy mình không có năng lực đi nữa, hoặc là bạn không làm ra được tiền mà cứ lây hoay không biết là mình sẽ có cái yếu tố gì, thì bài học của chính tôi Trinh được chia sẻ với các bạn vào ngày hôm nay rất là quý giá. Mà nếu mình thấu hiểu được thì tôi nghĩ rằng không những bạn sẽ cởi trói được, làm ra được nhiều tiền hơn, mà có thể mang lại cái hạnh phúc cho bạn hơn. Đây có thể là cái chìa khóa mà những bạn, tôi biết là ở ngoài đó người Việt Nam mình làm chủ business rất là nhiều, từ chủ tiệm nail cho đến người bán hàng, cho đến chủ nhà hàng, cho tới hãng xưởng, làm được rất là nhiều tiền. Đặc biệt là các anh chị em Việt Kiều ngay tại Mỹ thì sống ở Mỹ cũng 5 năm, 10 năm, 20 năm thì xây dựng business thì để dành dụm tiền rất là nhiều. Bởi vì người Việt Nam mình được có một cái là rất là siêng năng và luôn luôn chăm chỉ để mà tiết kiệm. Thì tôi nếu mà cái thông điệp này tới tai được các bạn mà các bạn cảm thấy mình không có happy, có tiền mà không biết tại sao mình không được vui, không được happy, thì tôi nghĩ đây có thể là bí kíp lý do tại sao mà bản thân bạn không được happy. Đó là cái hình ảnh của tôi trong quá khứ. Bởi vì tôi còn nhớ rằng là sau khi tôi bán một cái business, tôi làm được nhiều triệu đô la xong rồi á, tôi nghĩ rằng tôi có thể về hưu, có thể phủi tay. Và tôi nhớ có một lần tôi dẫn gia đình đi một cái chuyến du ngoạn, du thuyền, phải nói là trả cũng 50.000 đô, là một số tiền không nhỏ cho một tuần du lịch thôi. Thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ được hãnh diện hơn, sẽ được hạnh phúc hơn, sẽ được lên một cái vị trí mới, là mình trở thành một cái đại gia hay là trung gia hay là gì đó, sẽ happy hơn. Nhưng mà sự thật thưa các bạn, tôi hoàn toàn không happy trong cái chuyến đi đó, và trước đó và sau đó cũng vậy. Đầu óc tôi cũng luôn luôn rối bù. Bởi vì khi mà mình nghĩ rằng là mình có tiền rồi mọi thứ nó sẽ thay đổi hết, con người mình sẽ trở thành một con người better person, mình sẽ hạnh phúc hơn, thì tôi nghĩ rằng thật sự là mình chưa có thấm nhuần được cái thuyết mà ai cũng biết hết. Mà khi mà thấu hiểu được hoặc là trải qua chặng đường thì chưa chắc. Mình đang nói tới cái thuyết của nhà Phật, là họ có nói rằng là đừng nghĩ tới việc đi tới cái đích, mà hãy biết là cuộc đời là bể khổ và hãy chấp nhận nó và sống hạnh phúc với nó. Và bây giờ nhìn lại tôi mới thấy là thuyết nhà Phật này rất là đúng nha. Bởi vì nếu mà mình không học để trở thành một con người tốt hơn, mình không học để mà enjoy mỗi một ngày, thì dù cho bây giờ có tiền tỷ đi nữa, bạn cũng không có hạnh phúc đâu. Tiện đây cũng xin mượn lời của vĩ nhân Jim Rohn để có một cái câu muốn chia sẻ với các bạn rất là thú vị luôn. Và cuối cùng,
mình sẽ trong cái video này mình sẽ có một cái ý rất là hay để mà chia sẻ với các bạn, và cũng là chìa khóa mở cánh cửa giải quyết được vấn đề này nếu các bạn đang bị vẫn chưa biết cái phương cách cụ thể như thế nào nha. Nhưng mà trở lại cái câu của Jim Rohn, thì cái câu của Jim Rohn nói như thế này là what you get doesn't make you happy, what you become will make you happy. Sau khi mà suy gẫm cái câu này thì phải nói rằng là tôi mới thấu hiểu được rằng tiền bạc vật chất xung quanh mình nó thật sự nó không có làm cho mình happy đâu. Nó có thể làm cho mình excited, phấn khởi, phấn khích một cái thời gian nào đó thôi, rồi nó cũng sẽ trở lại bình thường. Và mình có happy hay không là cái chuyện không liên quan tới cái vấn đề tiền bạc đó. Ok. Và sự thật nó là cái trải nghiệm của chính cái cá nhân của tôi. Tôi nghĩ rằng khi mà mình trở thành một cái người tốt hơn, a better person now, nó sẽ có hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là khi mình a better person á, cả về thể chất, cả về tinh thần, cả về kiến thức, thì mình sẽ biết tận hưởng cuộc đời hơn, mình sẽ thấu hiểu được nhiều lý lẽ hơn. Ngay cả trong lý lẽ của kinh doanh mà cái business mình đang làm thì mình sẽ hiểu biết hơn, mình đã trở thành a better person, thì nó sẽ giúp cho mình gỡ trói và mình có thể làm giàu hơn được nữa, một cách dễ dàng hơn nữa. Đó là điều lợi thứ nhất. Điều lợi thứ hai là khi mình trở thành một cái better person thì mình biết rằng là mình đang tiến bộ, mình đang lớn mạnh lên, thì cái cảm giác đó tôi nghĩ rằng nó sẽ trường tồn và nó mang lại cái hạnh phúc nhiều hơn cho cái vật chất xung quanh nữa. Cụ thể là tôi xin kể với các bạn câu chuyện mùa dịch. Khi mà mùa dịch shutdown, mình cũng tình cờ thôi chứ cũng không phải là thánh mà biết lợi dụng gì hết đó. Thì tôi mới sau một tuần hay hai tuần ăn ở không, rồi coi tivi, rồi làm những cái chuyện vô bổ, đi ra đi vô, thì tôi lại cảm thấy rằng là tại sao là phí thời gian như vậy. Thì tôi bắt đầu mới tìm cách học hỏi những người khá hơn mình. Thì những người đã khá hơn mình bắt đầu họ chỉ những cái mà tôi đang chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì bước đầu tiên của tôi thực hiện đó là tôi cho cái thể chất của tôi tiến bộ, khá hơn, khỏe mạnh hơn. Thì tôi bắt đầu đi tập thể dục hàng ngày. Và kể từ đó tôi cảm thấy con người tôi nó sức khỏe nó càng càng nó tốt dần hơn. Và chính vì cái điều đó làm cho tôi ngày hôm nay tôi nhìn trở lại tôi lại tự hào và tôi happy. Nó rất là vui kìa. Và từ cái việc mà thể chất nó tốt hơn, nó bắt đầu tôi lan qua cái việc làm cho cái tinh thần nó tốt hơn. Tôi học được nhiều thứ để giúp cho business của mình hơn. Học được nhiều lời hay ý đẹp hơn để giúp cho tinh thần của mình luôn luôn giữ lạc quan và tìm tới niềm hạnh phúc hơn. Thì sau một thời gian, hơn một năm thì xin báo cáo với các bạn là tôi tin rằng con đường tôi đi sẽ work cho tôi, bởi vì tôi đang từng bước tôi trở thành một con người tốt hơn, một con người có kiến thức hơn. Và cái điều đó khi mà nghĩ tới, tôi lại cảm thấy an toàn hơn là cái đồng tiền mình làm ra. Bạn có thể làm 10 triệu, có thể là 100 triệu, có thể có 1 tỷ. Nhưng khi càng nhiều tiền thì bạn lại càng cảm thấy lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì nói thiệt, vật chất làm ra được thì có thể mất được. Giống như bản thân tôi cũng thua lỗ cả triệu đô, chứ nhiều triệu đô cũng không phải ít. Mà tôi có thể có một cái ông kia kìa, đầu trong giới đầu tư, tài sản hơn tới 20 tỷ mà trong vòng 2 ngày đầu tư mất tới 20 tỷ. Thì bạn nghĩ rằng 20 tỷ làm sao mà mất được, mà vẫn có thể mất được. Thì tôi nói thiệt, dù cho bạn có mướn bodyguard nhiều tới cỡ nào, bỏ vào cái nơi an toàn nhất, thì trong cuộc đời này những thứ mà ngoài thân của mình đều phải có rủi ro, không nhiều thì ít, có thể mất đi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, dịch có thể tới, giặc có thể tới, tai họa thiên nhiên có thể tới, mọi thứ đều có thể mất đi trong phút chốc. Nhưng kiến thức nằm trong đầu của bạn, không ai có thể thò bàn tay vô đó móc kiến thức ra cho bạn được.
kiến thức để mình happy hơn, kiến thức để mình làm business tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó đưa lại cho mình cái cảm giác an toàn và hạnh phúc hơn. Nó đơn giản vậy thôi. Và mình càng ngày mình tiến bộ hơn, tự nhiên đồng tiền nó sẽ chảy vào cho mình. Đó là cái mà giờ tôi không chạy theo đồng tiền nữa. Bởi vì chạy theo đồng tiền á, thì mình biến nó thành trở thành cái thói quen, giống như trong quá khứ á. Sau khi tôi có nhiều triệu đô rồi, tôi lại tiếp tục theo đuổi nhiều triệu đô hơn nữa, nhiều triệu đô hơn nữa, và nó trở thành cái thói quen, riết nó giống như là một cái game vậy đó. Và nó sẽ quay cuồng mình trong cái thế giới đó. Và tôi rất vui là tôi đã thất bại. Tôi rất vui là tôi đã vấp ngã sau cái cuộc chạy đua theo kinh doanh đó. Và chính vì vậy đã cho tôi được một bài học. Và ngày hôm nay tôi trở thành một student, ngồi đây vừa học và vừa chia sẻ với các bạn. Thì cái câu trả lời của mình rút tỉa ra là hãy trở thành cho cá nhân mình. Các bạn hãy cứ cân nhắc tùy theo nhận định của cá nhân mình nhé. Nhưng theo kinh trải nghiệm của mình trong thời gian qua, thì tôi đã thay đổi và tôi chọn là tôi trở thành một con người tốt hơn, thay vì tôi trở thành một người có nhiều tiền hơn. Rồi để rồi xem tôi có nhiều tiền hay không, tôi tự tin là tôi sẽ có nhiều tiền hơn, sẽ làm ra được nhiều tiền hơn. Và đặc biệt nữa là vừa làm ra tiền được mà vừa có thể mang lại hạnh phúc mỗi ngày cho mình được. Cái việc đó trong quá khứ tôi thấy là không thể, bởi vì tôi biết là tôi là siêng năng làm ngày làm đêm thì tôi phải mất một cái gì đó, không có gì bỏ ra được cái này mất cái kia. Nhưng sự thật rằng đây là cái bí kíp để mà hoàn hảo được cả hai. Các bạn nghĩ sao? Hãy thử thực hành và biến mình trở thành một con người tốt hơn về mặt này mặt kia. Và khi đi trở vào trong cái thói quen đó thì từ cái này nó sẽ kéo qua cái khác, kéo qua cái khác. Và sớm muộn gì bạn sẽ trở thành một người hạnh phúc hơn và có thể bứt phá để mà kiếm tiền nhiều hơn nữa, thành công hơn nữa trong business. Đó là cái trải nghiệm từng đại trái tim của tôi, và tôi muốn trải lòng chia sẻ với các bạn. Mong những người mà cảm thấy đang bị một cái gì đó hay là muốn bứt phá nghe được cái message này thì quá tốt. Nếu các bạn thích cái chủ đề mỗi thứ sáu về một cái lý lẽ hay để suy gẫm cho người làm business, nhớ subscribe và hẹn gặp lại các bạn mỗi ngày thứ sáu tuần sau. Và chúc mọi người có được một buổi cuối tuần vui vẻ. Xin chào.